Kính thưa quý vị, đây là ngày xưa gọi là quê dừa nè quý vị. Lâm đang đứng ở chỗ đầu voi Tắc Gán. Ở đây là voi dừa theo, ở đây có trồng mấy cây dừa ngày xưa. Sau đây chút nữa Lâm sẽ đi qua bên voi voi xăng, là có cái kho xăng có ăn quà đó quý vị, là cái khu này. Còn phía sau này là, dạ, hello, where are you from? America. Dạ. Cali, we are Washington. Ohio. Yes. Thank you. Đây là Tắc Gán, chợ Tắc Gán nè quý vị. Thì Lâm đang đi trên cái phà. Bác ơi, cái này là voi xăng, là cái xăng nó nằm ngay chỗ nào? Bây giờ không có xăng nữa. Nó không, nhưng mà cái địa danh cũ đó nó nằm chỗ nào? Cũng gần đây rồi. Dạ, ngay đầu voi luôn đúng không? Dạ. À, dạ. Dạ, cái khu này là khu vườn luôn. Dạ. Thưa quý vị, đây là chơi gòn, ngày xưa có nhiều cây gòn lắm. Đây là bác tới từ Americans. How are you? Huh? How are you? How old? How old are you? 68. Oh, 68. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Thank you. Kính thưa quý vị, hôm nay Lâm sẽ quay khu vực voi xăng. Voi xăng, còn ở đó là voi, có một voi dừa. Voi dừa và trước mặt của chúng ta đó là voi gòn, là ngày xưa trồng rất là nhiều gòn. Còn ở bên đây là chợ Tắc Gán rồi quý vị. Thì sau đây Lâm sẽ đi qua qua khu vực voi voi. Lâm đang đứng ở voi xăng nè quý vị, và mình đi đường hiện giờ đây là đường Trần Quý Cáp, thì chúng ta sẽ chạy thẳng xuống ngay cái cầu quay rồi quẹo lên đường Thiên Hậu Dương đó quý vị. Thiên Hậu Dương nằm về chùa Thu Dôn. Lâm sẽ đi quay một cái vòng cái khu này. Khi mà tới gần đường Thiên Hậu Dương thì Lâm sẽ xin quay ngược qua dòng chùa Tôn Dôn và đi qua kho xăng đấy quý vị. Đây là hiện giờ là đường Trần Quý Cáp rồi đó quý vị. Thì Trần Quý Cáp thì tới các địa danh như là với chùa, xin lỗi, voi xăng, voi dừa, voi gòn, thì quý vị sẽ biết tới cái khu ở đây.
vào được đó quý vị, mới gọi là cầu quay. Ở trước đây cái cầu ngay ở Bưu Điện, phố Bình Giá, hiện giờ Bưu Điện phố đó quý vị, thì nó cũng có một cây cầu quay, nhưng mà cái hướng quay của nó là khác và nó quay ngang, còn một kia là quay thẳng lên. Hai cây cầu quay mà trước đây, hiện giờ thì đường Sư Quang Hạnh này nè quý vị. Đường Sư Quang Hạnh này thì đi thẳng qua chùa Thôn Vôn á quý vị. Còn đây là xí nghiệp chế biến gia súc gia cầm. Hiện giờ khu này đã bỏ hoang rồi quý vị. Đây là khu vực kho xăng này quý vị, đây là kho xăng dầu An Hòa. Ở đây có kho gạch nữa nè quý vị. Xăng ngày xưa là cái kho hồi nãy đó phải không bác? Đó, bây giờ cũng có cái kho xăng dầu đó. À vậy hả? Dạ con cảm ơn bác.
sau đây Lâm sẽ quẹo đường Thiên Hậu Dương đó quý vị. Khi mà chạy thẳng chúng ta sẽ tới cầu quay hay gọi là cầu ăn quà. Dạ dạ, đến vô trọng. Quý vị có thể coi ở trên con Lâm cái hướng mà Lâm đi á để biết. Đây là đường Thiên Hậu Dương hiện giờ. Mọi người có thể coi Google Maps để mà rõ hơn một chút, nhưng mà Lâm có để ở phía dưới thì chúng ta cũng có thể coi ở dưới cũng được. Ở đây là các hầu như là các nhà máy chế biến về hải sản trên đường này là có cũng tương đối nhiều nữa quý vị. Ngày xưa cái này gọi là gạch thông vô mà quý vị, là cái đường cặp đường Thiên Hậu Dương nè. Sau đây Lâm sẽ quẹt đường theo cái đường theo cái cầu này để mà đi qua chùa Thông Vô đó quý vị. Thank you.
chạy bên kia không? Bên đồ đi thẳng lên. Rồi rồi rồi. Phía trước mặt của chúng ta đó là thưa quý vị, là đây là kinh Tắc Cán đó quý vị. Rồi rồi rồi, ok, đây là kinh Tắc Cán đó quý vị. Trước mặt chúng ta là chùa Thông Dôn nè quý vị. Chùa Thông Dôn đó thì sau đây Lâm sẽ vào quay cái khu chùa của mình đó. Rồi rồi, em xin quay phép. Đây là chùa Thông Dôn nè quý vị, có rất nhiều cái hàng cây cổ thụ. Sau đây Lâm sẽ đi vào khu chánh điện nha quý vị. Khu bên trái chúng ta đó là có quả tán, có khu quả tán nè quý vị. Sau đây Lâm sẽ đi một vòng phía trong của chùa Thông Dôn nha quý vị. Ở đây là các trước mặt của chúng ta là các tháp để mà chứa các tro cốt của các tro cốt để mà thờ đó quý vị. Một cái tòa cũng đang được xây dựng nè quý vị. Còn trước mặt chúng ta là bảo tháp Ngọc Xá Lợi. Còn đó các bạn nhìn, các bạn cũng nhìn thấy đó là giảng đường đó quý vị. Khoảng đường đó thì sau đây chúng ta sẽ đi vào cái khu đang được xây dựng nữa quý vị. Đây là khu vực giảng đường đang được xây dựng nè quý vị. Phía trước là có phòng thuốc Nam Từ Thiện nữa quý vị. Đây là bảng kêu gọi vận động quyên góp này quý vị.
Đây là bản bản vẽ cục cờ, cục cờ. Hồi nãy có quay bên kia lại rồi. Đó là bến đò chùa Thông Dôn đó quý vị. Sau đây mời quý vị cùng Lâm đi tiếp sau khi mà đã đi sơ qua phía trong chùa Thông Dôn đó quý vị. Chùa Thông Dôn là chùa của người đồng bào dân tộc Khmer. Đường thẳng này thì nó hơi khó chạy. Lâm sẽ đi dọc tới cái khu nào mà hết đường thì Lâm sẽ dừng lại nha quý vị. Gần gần tới tắc gán, voi tắc gán. Thank you.
có làm khô nè quý vị. Anh ơi, cho em hỏi khô này là khô gì vậy? Dạ. Khô này là khô gì? Khô cá đổng. À, khô cá đổng ha. Dạ em có ha. Đây là khu vực làm khô cá đổng nè quý vị. Tỉnh Kiên Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đó quý vị.